nghệ sĩ sân khấu. Ủa mọi người, nhìn lại đi, chị Hằng chửi hay. Nêu đích danh chỉ rất là rõ ràng, chỉ chửi là chỉ nêu đích danh đối tượng nào, người nào chửi chị. Và chỉ còn nói rõ những nghệ sĩ bẩn, chỉ cần phải đấu tranh để mà giành lợi cái đức diện cho những nghệ sĩ chân chính, những nghệ sĩ kỳ cựu. Như vậy anh, chị Hằng đâu có chửi cả hội nghệ sĩ sân khấu. Hoặc như anh ta lại quy chụp là gì, chị Hằng chửi cả làng luật sư, làm đánh mất uy tín của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ủa, chị Hằng chửi ai? Chị Hằng chỉ chửi những luật sư hai mặt, chửi những người trực tiếp mà theo chị là hành hung chị, là luật sư của Võ Hoàng Yên, chứ chị không kém hết cả Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Chính anh Hiển mới là người đi tố cáo vu khống chị Hằng, lôi làm mất uy tín danh dự của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Rồi xong là chị Hằng chỉ nói đến báo chí hai mặt, nhà báo hai mặt, thì anh Hiển lại quy kết là chị Hằng đi vu khống cho cả làng báo và hệ thống báo chí, hội nhà báo. Thì rõ ràng ảnh có đang làm đúng với cái quy định của đảng viên hay không? Đảng đã đặt ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt ra những cái điều cấm đảng viên không được làm. Trong đó có những cái điều cấm là tuyên truyền thông tin sai sự thật, có những điều cấm là không được tố cáo cái nội dung mang tính bịa đặt. Thì chúng ta nhìn vào những việc anh ấy làm, anh ấy có đang đi ngược lại với những cái quy định mà một người đảng viên kỳ cựu như anh ấy đang mang chức danh đó có làm hay không? Đó, chúng ta cần phải nhìn nhận xem xét lại. Ở đây không chỉ anh Hiển có những dấu hiệu vi phạm cái quy định của luật báo chí, mà ảnh còn vi phạm cả quy định của một người đảng viên. Vì vậy đó là lý do tại sao mà tôi nói là phía bên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đảng bộ, đảng ủy của báo Pháp Luật Hồ Chí Minh và cũng như của hội nhà báo là cần phải xem xét lại điều này. Và tương tự với anh Đức Hiển, thì cô nhà báo luật sư Hằng Ni cũng vậy. Chúng ta có quyền đặt ra một cái nghi vấn như thế này: Hằng Ni có phải là nhà báo hay không? Bởi vì chúng ta thấy là nhà báo là phải được cấp thẻ nhà báo bởi bộ. Bộ văn hóa thông tin và như vậy thì chúng ta phải để ý đến những cái sự kiện là chắc chắn với cô này không phải là nhà báo, bởi vì năm 2012 cô này đã từng bị kỷ luật và điều chuyển công tác rồi. Đi bán báo đó, và như vậy thì lúc đó là chắc chắn thẻ nhà đều báo đi bán, nếu báo có đã bị thu hồi rồi. Sau đó là cô này học luật sư và được cấp thẻ hành nghề luật sư, thẻ này do Bộ Tư pháp cấp. Và như vậy khi cấp thì chắc chắn một trong những quy định là gì? Là nếu là đang là viên chức công chức thì sẽ không được cấp thẻ hành nghề luật sư. Vì vậy thì chắc chắn Bộ Tư pháp sẽ kiểm tra cái này trước khi cấp thẻ hành nghề. Do đó cô Hằng Ni sẽ không phải là nhà báo hay viên chức của báo Sài Gòn Giải Phóng nữa. Nhưng mà cô ta cứ lên YouTube, lên Facebook lấy danh nghĩa là nhà báo luật sư. Nếu mà cái nghi vấn của tôi đưa ra là đúng thì rõ ràng cô Hằng Ni này đang mạo danh nhà báo. Mà theo trong quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí của Nghị định 119 năm 2020 là nếu mà mạo danh nhà báo thì cái mức xử phạt hành chính đầu tiên sẽ là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Vì vậy là báo Sài Gòn Giải Phóng, tôi khuyến nghị là tôi đề xuất là báo Sài Gòn Giải Phóng cũng phải xem xét lại tư cách của cái cô này có phải đang mạo danh nhà báo hay không, và cũng như hội nhà báo Việt Nam cũng phải xem xét lại. Chưa kể là gì, là không biết cô này có phải là đảng viên hay không, nhưng mà rõ ràng những gì cô ấy đang viết, đang nói trên Facebook, trên YouTube của mình, rõ ràng những lời nói, những tư tưởng đó là đang là có sự băng hoại tư tưởng của một cái người đảng viên và của một cái người biết luật, nhưng mà lại đi đả phá, đả kích nhà nước. Thậm chí là cô ta còn lên YouTube tương một cái tiếp cũng mang tính chất đặt nghi vấn, nhưng mà nếu mà cái người bình thường họ nhìn vào họ sẽ là hiểu theo một hướng khác, là cô ta còn yêu cầu đòi hỏi là Mặt trận Tổ quốc cũng phải sao kê. Thì như vậy thì chúng ta nhìn vào những người này đang làm cái điều gì đây đó, trong thời điểm này họ đang làm những điều gì đây đó, mà sao những việc làm của họ sờ sờ ra đó mà vẫn được tồn tại và vẫn tiếp tục có sự công kích, trong khi Đại Nam đang đóng góp, đang đưa oxy đến từng địa phương vùng dịch, đang chuyển găng tay một cách miễn phí đến các địa phương này để ủng hộ cho các bệnh viện, các y bác sĩ và những cái cán bộ chiến sĩ lực lượng đi đầu chống dịch, thì cứ hở sườn một cái, mà thậm chí không cần hở sườn cũng bị quy kết lên rồi, đó cũng tự vẽ ra một câu chuyện để mà quy kết Đại Nam. Như vậy
Người ta đang cống hiến, người ta đang